Hello, xin chào anh em, chào mừng mọi người đã đến kênh của mình, lại là mình đây. Ngày hôm nay mình sẽ quay trở lại với anh em để hướng dẫn cho mọi người công thức cực kỳ dễ chơi chơi con tài xỉu đồ hũ này. Ok, với con tài xỉu đồ hũ này thì nó có rất là nhiều công thức để hướng dẫn cho anh em, có công thức khó, có công thức dễ, có công thức hiệu quả, có công thức hiệu quả. Nhưng mà anh em cứ yên tâm là mình sẽ cố gắng hướng dẫn cho em những công thức nào hiệu quả nhất đấy, dù là nó khó hay nó dễ nhá, miễn là nó có hiệu quả đúng không. Thì ok, mấy ngày hôm trước mình hướng dẫn cho anh em cái công thức bắt cầu bằng cái thống kê phiên này đấy. Thống kê phiên anh em bật lên, anh em sẽ bắt cầu bằng cái số điểm phiên và tổng con sinh ngầu đúng không. Anh em nào mà muốn biết công thức này là công thức gì thì có thể là xem lại những clip cũ của mình đấy, mình đã hướng dẫn anh em rất là chi tiết rồi. Nhưng mà nhiều anh em có bảo là công thức thống kê phiên này thì mình dùng nó hơi khó chơi, anh em hơi khó bắt theo, mà anh em lại còn là người mới nữa đấy. Mình nghĩ anh em nếu mà là người cũ thì bắt theo cái công thức thống kê phiên đấy bình thường thôi, tại vì mình hướng dẫn anh em rất là kỹ mà. Kẻ người mới anh em cố gắng tí là anh em vẫn bắt được. Nhưng mà ok, anh em người mới thì yêu cầu mình là hướng dẫn em một công thức nào đấy mà nó dễ bắt nhất đi, hướng dẫn em một công thức nào đấy mà nó gọi là có thể có tỷ lệ ăn cao nhất mà vẫn dễ lãi đấy. Ok, thì nay mình sẽ hướng dẫn em đánh bằng cái công thức cầu đen trắng này. Ok, ngay đầu tiên thôi mình lại thấy là bốn con tài như này rồi thì mình sẽ có tỷ lệ ăn cao nhất là một con tài nữa. Tại sao thế thì đây, đợi mình một chút rồi. 5 2 1 mượt chưa, mượt chưa anh em? Ngay con đầu tiên rồi, vỗ tay cho mình phát, quá là ngon rồi anh em, vai cả trưởng thật đấy. Ngay từ cái tay đầu tiên tại sao mình lại tự tin đánh 20m thế? Tất nhiên là mình phải có một cái lý do rồi, lý do là tỷ lệ ăn nó cao, 90% anh em ạ. Anh em thấy không đấy, thì cái công thức của mình ấy, anh em cứ vào và xem cái con nào tỷ lệ ăn cao thì em sẽ đánh to ở cái tay đấy thôi. Nhưng mà làm sao mà anh em biết được cái tay nào tỷ lệ ăn cao, tỷ lệ ăn thấp đúng không? Thì đây mình hướng dẫn chi tiết cho anh em đây đấy. Anh em thấy không, công thức của mình thì dù là nó khó hay nó dễ nữa thì nó vẫn có hiệu quả, nhưng mà hiệu quả thì tất nhiên là nó khác nhau rồi, chứ không cái công thức khó mà hiệu quả nó lại ngang bằng công thức dễ thì mình dùng cái công thức khó hơn là cái gì đúng không? Đấy, nó phải có điểm hơn, nó phải bù trừ nhau. Đấy, nhưng mà mình nói thế không có nghĩa là cái công thức đánh bằng cầu đen trắng này nó không hiệu quả nhá, nó vẫn hiệu quả thôi, chỉ có là nó sẽ kém hiệu quả hơn một chút đúng không? Nhưng mà đánh bằng cái gọi là đánh cái con viên tài xỉu này thì nó chỉ cần khác nhau đôi chút thôi đấy, nó chỉ cần lệch cái tỷ lệ ăn là 1-2% hay 5% thôi là mình có thể dùng cái công thức khó hơn rồi đấy. Công thức khó hơn chỉ gọi là cái công thức khó hơn nó khó, gọi là nó có tỷ lệ ăn nó cao hơn cái công thức dễ là 5% thôi, thì mình vẫn chấp nhận và mình đánh theo cái công thức khó hơn đấy. 5% anh em đừng có nghĩ 5% mà ít nhá, 5% tỷ lệ thắng ấy, tức là anh em đánh 100 tay chẳng hạn đúng không đấy, anh em đánh 100 tay, ví dụ là cái công thức này anh em cái con này có thể là ăn 80% chẳng hạn, còn cái công thức phú quý điểm phiên kia anh em sẽ có tỷ lệ ăn là 85%. Ok, anh em có đánh bằng cái công thức tỷ lệ ăn 80% đúng không, thì tức là anh em đánh 100 tay anh em sẽ thắng là 80 tay, thua 20 tay đấy. Còn anh em ăn đánh cái công thức 85% tỷ lệ ăn ấy, anh em sẽ thắng là 15 tay, à sorry, thắng là 85 tay, thua 15 tay đúng không. Anh em cứ cộng trừ xem, thắng 15 tay thua thắng 85 tay thua 15 tay đúng không, tức là anh em trừ đi thì anh em lãi được 70 tay đấy. Còn thắng 80 tay anh em lỗ là 20 tay chẳng hạn, thì trừ đi 80 - 20 anh em lại có 60 tay thôi, cách biệt là 10 tay đấy anh em ạ, 10 tay rồi đấy. Đấy, một cách biệt nó rất là lớn để tạo nên cái lãi nó phải lên đến cả chục mờ anh em ạ. Mình đánh lãi to này nhá, mà cách biệt là 10 tay đúng không, thì ít nhất nhá là phải vài chục mờ đấy, mình chắc chắn với anh em luôn. Nên là 5% tỷ lệ thắng thôi, mình có thể là đánh đổi 5% tỷ lệ thắng đấy và mình đánh mọi công thức nó khó hơn một chút đấy. Ok, nhưng mà nếu mà anh em nào mà là người mới không biết đánh công thức khó thì ok, anh em cứ áp dụng cái công thức này thoải mái thôi. Cầu đẹp không, đẹp chứ sao không. Đánh theo cầu này thì anh em lưu ý cho mình là anh em thấy bốn con tài nhá, hoặc là bốn con xỉu chẳng hạn, thì đến cái con tài hoặc cái con xỉu thứ năm anh em sẽ đánh to nhất cho mình. Ok, đây thì cái con này là cái con tài thứ năm đúng không, cái con này chính là cái con tài thứ năm, và mình pha bao nhiêu, mình pha là 20m nửa vốn luôn đấy. Và sau cái con tài thứ năm đấy thì anh em sẽ đánh nhỏ dần cho mình. Ok chưa, anh em cứ đánh nhỏ dần tại vì là cả những cái tay đằng sau tỷ lệ ăn của nó sẽ càng thấp, khi mà anh em đánh theo cầu ấy thì càng cái tay đằng sau anh em sẽ có tỷ lệ ăn nó thấp dần đấy. Lúc đầu cái tay số 5 của cái cầu chuỗi này mình sẽ có tỷ lệ ăn 90% đấy, còn đến những cái tay càng sau thì nó sẽ có tỷ lệ ăn dần, ví dụ như kiểu là nó xuống 65% tỷ lệ ăn này, xong là 60-55 các thứ gì đấy. Đấy, nó sẽ xuống dần anh em ạ. Cho nên là anh em đánh thì mình khuyên thật là cũng không nên đánh quá 10% vốn đâu, cứ loanh quanh 10% vốn thôi là ổn rồi. Ok, rồi cái con này mình lại hút được 1m7, ngon chưa.
Đấy, trả mấy chốc mà lãi lớn rồi anh em ạ. Mà lãi lớn rồi còn gì nữa, từ 40m đánh lên 66m này không phải lãi lớn thì còn là cái quái gì nữa đúng không anh em. Nhiều anh em nhá, đánh từ ví dụ là 40m thì hơi lớn đúng không, ví dụ là 400k thôi, anh em đánh lên 800k anh em phải đánh cả 30 phút 1 tiếng liền đúng không. À, nhưng mà anh em xem mình gọi là đánh như của mình, cái con nào tỷ lệ ăn to thì mình phang to, con nào tỷ lệ ăn nhỏ thì mình phang nhỏ. Thì nếu mà may mắn nhá, có hai con tỷ lệ ăn 90% liên tục chẳng hạn, thì mình chỉ cần đợi được khoảng một vài tay thôi, tức là loanh quanh chưa đầy 10 phút là mình đã có thể lãi gấp đôi vốn rồi. Đấy, nhưng mà phải là may mắn thì mình mới gặp được những cái con có tỷ lệ ăn cao liên hoàn đúng không. Đấy, liên tục là những con tỷ lệ ăn cao thì mình phải có đủ sự may mắn đã, ok. Còn nếu mà không may như rồi vẫn lỗ như bình thường thôi, nhưng mà gọi là trừ khi là anh em rất là đen thì anh em mới có thể là lỗ liên tục thôi. Với cả mình hướng dẫn anh em thế này thì em ngu gì mà tự nhiên cái con này tỷ lệ ăn thấp, con kia tỷ lệ ăn thấp, anh em lại phang to đúng không. Đấy, những con tỷ lệ ăn thấp thì một là anh em đánh nhỏ, hai là anh em bỏ qua, rất là đơn giản anh em, cái cách xử lý nó rất là đơn giản. Đấy, vấn đề tưởng chừng là đao to búa lớn như thế nào, nhưng mà chỉ cần anh em không đánh thôi, chờ đến cái con tỷ lệ ăn cao đúng không thì anh em đánh vào. Đấy, cái vấn đề nó sẽ được giải quyết anh em ạ, nó cực kỳ đơn giản vậy thôi, ok nhá. Wow, cái cầu chuỗi này nó chạy dài thật sự đây anh em. Ok, nhưng mà nay cái họng mình thì nó hơi đau một chút, nên là chắc là cái tay này cái tay cuối mình đánh cho anh em rồi. Đấy, cái tay này cái tay cuối thì mình sẽ đánh một M564 đi, cứ bú theo cầu thôi, bận gì mà bẻ cầu đúng không. Nhiều anh em cứ có cái thói quen là phải bẻ, nhưng mà cái thói quen này là thói quen rất xấu nha anh em. Cứ có cái suy nghĩ bẻ cầu, nếu mà nó bẻ ngay cái con đầu tiên thì không sao thì ok rồi đúng không, nhưng mà ví dụ là nó không bẻ ở ngay con đầu tiên đi mà đến mãi sau nó mới bẻ, phải đây ví dụ là cái con mình đánh 4 tay nó chưa bẻ đâu, ví dụ là đến cái tay này nó bẻ lại thì em phải đánh liên tục là 5 tay thì em mới được bẻ cầu. Thế đến lúc đấy nhá, nhiều anh em là hết cả vốn rồi, tại vì cái tay đầu anh em đấy vậy thì trường mồm đen mồm thiêu chưa, đúng cái tay này nó gãy cầu đấy, mình nghỉ cái tay này là hợp lý rồi, nó gãy cầu thế này xong rồi mình nghỉ là căn giờ hợp lý thế nhở. Thật sự đây anh em ạ, ok chưa. Mình hướng dẫn như thế anh em đã hiểu chưa, nãy là mình đang nói dở đến vấn đề là anh em đánh chắc đến tay thứ năm là anh em hết sạch vốn rồi. Tại sao? Tại vì ví dụ đi anh em có 500k, anh em bẻ cầu cái tay đầu anh em đánh là 50k chẳng hạn. Đấy, tay sau anh em lại muốn gỡ lại anh em đánh lên 100, anh em muốn gỡ lại tiếp anh em đánh lên 200 thì chỉ cần 3 tay thôi, anh em không còn vốn để x đôi lên để gỡ nữa đâu. Đấy, đây là anh em lưu ý là từ được bẻ cầu nhá. Ok, thế thôi, thì ở đây thôi. Anh em nào mà có câu hỏi gì nữa hãy comment phía dưới cho mình biết, mình sẽ đem đi xem hướng dẫn chi tiết cho mọi người. Bye bye, gặp lại mọi người ở cái video sau.